thưa chủ tọa đoàn, thì lần này tôi xin nói về vấn đề cái xét nghiệm và cái nhiễm virus hô hấp, ý nghĩa của lâm sàng và như thế nào và ý nghĩa trong vấn đề chẩn đoán. Chúng ta biết là nói đến những đường hô hấp thì ta có cả những đường hô hấp trên và những đường hô hấp dưới. Thì đây là những cái đường hô hấp trên mà chúng ta có thể gặp được. Thì nếu xét về cái tác nhân thì chúng ta thấy là trong những đường hô hấp trên, viêm mũi đa số là do virus. Viêm họng, viêm amida thì cũng có một tỷ lệ rất lớn là virus. Dĩ nhiên là có những liên cầu tiêu huyết nhóm A, Corynebacterium vân vân. Nhưng mà hai cái bệnh lý này là hai bệnh lý mà chúng ta phải nghĩ nhiều để nhiễm trùng hô hấp. Đối với nhiễm trùng hô hấp vừa thì chúng ta sẽ thấy rằng cái viêm và co thắt thanh quản lại cũng đa số là virus. Viêm khí quản cũng đa số là virus. Viêm phế quản cũng như viêm tiểu khí quản thì chúng ta cũng thấy rằng đa số là virus. Nếu như chúng ta nói về cái nhiễm trùng hô hấp dưới thì chúng ta sẽ thấy là trong nhiễm trùng hô hấp dưới thì viêm phổi cấp bên cạnh những cái tác nhân ví dụ như Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae thì chúng ta phải thấy cái vai trò của nhiễm trùng hô hấp cũng chiếm rất là lớn. Thì như vậy thì nếu như nói về virus trong nhiễm trùng hô hấp thì chúng ta thấy là đây là tác nhân rất thường gặp trong nhiễm trùng hô hấp trên như là viêm mũi, viêm họng và viêm amida, cũng là tác nhân mà chúng ta không thể bỏ qua được trong nhiễm trùng hô hấp hoặc dưới cấp tính như là viêm phổi cấp. Và chúng ta cũng phải biết rằng nhiễm trùng hấp là tác nhân khởi đầu cho các tác nhân vi khuẩn và nhất là các trường hợp viêm phổi. Tại vì sao? Bởi vì virus sẽ gây sự tổn hại trên tuyến đường tiêu mạch của hấp và từ đó mở đường cho những cái tác nhân mà vi khuẩn xâm nhập vào. Một cái vấn đề nữa mà chúng ta phải biết đó là nhiễm trùng hô hấp mà do virus thì nó rất dễ được lây lan qua đường hô hấp, có thể lây lan qua những cái hạt và cũng thể lây lan qua những cái hạt rất nhỏ cũng như hạt to. Và một vấn đề nữa là nó cũng rất dễ lây lan qua tiếp xúc nữa. Thì cái bài học vừa rồi thông qua cái Covid-19 chúng ta cũng biết thì cái sự lây lan của virus nó quan trọng như thế nào. Và một cái vấn đề quan trọng nữa trong cái vấn đề mà kiểm soát sử dụng kháng sinh, chúng ta cũng thấy rằng nếu như chúng ta xác định một cái nhiễm trùng hấp gây ra do virus thì chắc chắn chúng ta không cần thiết phải sử dụng kháng sinh. Chúng ta chỉ cần thiết sử dụng kháng sinh khi mà cái nhiễm trùng đó chúng ta không thấy có virus, hoặc là chúng ta tìm thấy có virus nhưng mà nó có phối hợp của vi khuẩn thì lúc đó chúng ta mới cần thiết sử dụng kháng sinh. Như vậy thì nếu như chúng ta muốn xác định cách chắc chắn những trùng hô hấp thì chúng ta phải phát hiện được hô hấp virus trong những cái bệnh phẩm hô hấp. Nhưng mà nếu như chúng ta sử dụng phương pháp nuôi cấy virus thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể làm được, bởi vì đòi hỏi phải có phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 3 và cái kết quả cũng sẽ không thể nào mà hữu dụng được về mặt lâm sàng. Nếu chúng ta sử dụng cái kỹ thuật hóa miễn dịch để phát hiện hóa nghiêm, ví dụ như là chúng ta làm cái kỹ thuật chuyển dịch bệnh quang nhuộm thì chúng ta thấy là cái giá thành của nó cũng rất là cao, độ nhạy vào độ đặc hiệu cũng rất là thấp và giá thành mắc nữa. Nếu chúng ta sử dụng chiếc tân học để phát hiện kháng thể thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu tìm kháng thể mà IgG thì bắt buộc chúng ta phải làm cái thăm kép hai lần cách nhau từ 10 cho đến 14 ngày và như vậy thì nó sẽ không hữu dụng về mặt lâm sàng. Nếu chúng ta tìm kháng thể là IgM thì cái độ nhạy cũng thấp, và đồng thời một cái nữa tức là chúng ta phải có cái hiện giác cắt của quần thể chúng ta mới có thể có kết luận được. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải sử dụng một con đường mới để có thể phát hiện được tác nhân virus. Con đường đó là chúng ta ứng dụng kỹ thuật real-time PCR, và với kỹ thuật real-time PCR thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được trong các phòng thí nghiệm lâm sàng, bởi vì chúng ta chỉ cần có hai thiết bị. Một thiết bị đó là chúng ta tách chiết được cái nucleic acid trong mẫu thử, và thứ hai nữa là thiết bị real-time. Và như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể biết được những cái tác nhân mà gây ra nhiễm trùng hấp. Trong đó chúng tôi xin được ghi ở đây là 23 tác nhân
còn nó tóm lại là nó bằng hai chủ tác nhân, bao gồm là cúm A, cúm B, cúm C, á cúm 1, 2, 3, rhinovirus, adenovirus, respiratory syncytial virus, human metapneumovirus, virus cúm corona mà cho người, cytomegalovirus, RBV, Boca, Canisella, Zoster, Rivena và kể cả những cái virus như là virus SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 hay là MERS. Các bệnh phẩm thì chúng ta có thể phát hiện được trong vấn đề virus thì chúng ta có thể lấy bệnh phẩm là đàn, chúng ta cũng có thể lấy bệnh phẩm là quạt mũi. Lấy nhiên đối với lại nhiễm trùng hấp trên thì chúng ta chỉ cần quạt mũi mà thôi, nhưng mà đối với bệnh phẩm nhiễm trùng hấp dưới thì ngoài quạt mũi thì chúng ta có thể làm thêm bệnh phẩm đàn thì chúng ta cũng có thể phát hiện được. Và ở đây thì chúng tôi xây dựng một kỹ thuật cũng là kỹ thuật real-time PCR để phát hiện được hai chủng tác nhân. Lấy dĩ nhiên cái quy trình thực hiện cũng khá dễ dàng, chúng ta lấy bệnh phẩm, chúng ta tách chiết DNA, RNA xong và chúng ta chạy cái PCR. Thì xong chúng ta sẽ ở đây chúng tôi chỉ cần sử dụng có 5 cái ống multiplex PCR và có thể phát hiện được hai chục cái loại virus khác nhau. Và đồng thời nếu chúng ta muốn tìm hiểu những tác nhân khác thì chúng ta có thể sử dụng thêm khoảng cỡ là 13 cái ống multiplex cấp nữa thì chúng ta có thể phát hiện được tổng cộng là 72 tác nhân như ngày hôm qua tôi báo cáo. Thì ở đây tôi xin đưa ra một số cái kết quả mà chúng tôi phân tích được thông qua những cái kết quả mà chúng tôi thực hiện được tại phòng thí nghiệm. Ví dụ như chúng ta so sánh giữa cái viêm phổi bệnh viện và viêm phổi cộng đồng. Dựa trên hai cái nghiên cứu, một nghiên cứu trên 232 tác nhân, 232 cái bệnh nhân viêm phổi cộng đồng ngoại trú so sánh từ trong 58 tác nhân viêm phổi bệnh viện, thì chúng tôi ghi nhận rằng nếu như chúng ta thấy là về mặt virus ấy, thì đối với lại cái viêm phổi mà cộng đồng ấy, thì có tỷ lệ phát hiện được là 27%, còn đối với là viêm phổi bệnh viện thì cái tỷ lệ phát hiện được lên đến 47%. Như vậy chúng ta thấy là cả cộng đồng, cả bệnh viện thì vấn đề virus là vấn đề mà chúng ta phải rất quan tâm. Thì trong cái viêm phổi mà cộng đồng nó khác với viêm phổi bệnh viện ở chỗ nào? Ở chỗ viêm phổi bệnh viện đó, thì đa số các tác nhân virus mà chúng ta phát hiện được lại là virus CMV. Còn đối với những cái tác nhân mà virus trong cái viêm phổi mà cộng đồng ngoại trú thì chúng ta thấy là CMV chúng ta không phát hiện được, nhưng mà lại là những cái tác nhân khác, ví dụ như rhinovirus, ví dụ như là virus cúm A, cúm B, á cúm, vân vân. Thì so sánh giữa cái hai cái nhóm là viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện thì chúng tôi nhận thấy về mặt những vi khuẩn nuôi cấy được, thì đối với viêm phổi bệnh viện chúng ta thấy là chúng ta nuôi cấy được đa số nó là những cái vi khuẩn mà trực cầu khuẩn gram xương và gram âm mà có khả năng kháng thuốc, trong đó chúng ta có thể kể ví dụ như Acinetobacter pulmonae, Pseudomonas vân vân. Còn đối với lại cái viêm phổi cộng đồng thì chúng ta lại thấy đa số nó lại là Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae. Và nếu như so sánh thì chúng ta sẽ thấy là so sánh giữa hai cái nhóm, một nhóm viêm phổi cộng đồng và một nhóm viêm phổi bệnh viện, thì chúng ta thấy là nếu như xét về vấn đề mà chỉ bắt được virus thuần túy không, không có nhiễm những tác nhân khác, thì chúng ta thấy là giữa viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện cái tỷ lệ không khác biệt nhau. Nhưng mà nếu như chúng ta tìm hiểu thêm về vấn đề những viêm phổi, những virus này phối hợp với lại những tác nhân khác, thì chúng ta thấy là ở trong cái viêm phổi cộng đồng thì cái virus phối hợp với lại những tác nhân cộng đồng nó khác biệt, có ý nghĩa cao hơn so với lại viêm phổi bệnh viện. Nhưng mà trong viêm phổi bệnh viện ấy, thì tác nhân virus phối hợp với lại những tác nhân bệnh viện nó có tỷ lệ cao hơn rất là nhiều, có ý nghĩa thống kê so với lại trong viêm phổi cộng đồng. Điều đó nó nói lên cái vấn đề gì? Điều đó nó nói lên vấn đề là tác nhân virus, vai trò của nó trong viêm phổi cộng đồng là gì? Vai trò của nó trong viêm phổi cộng đồng đó là nó mở đường cho những cái tác nhân mà viêm phổi cộng đồng gây viêm phổi. Nhưng mà trong bệnh viện thì virus nó có vai trò rất lớn, bởi vì nó mở đường cho những tác nhân nhiễm trùng bệnh viện xâm nhập vào và gây cái bệnh cảnh. Và chúng tôi phân tích một cách kỹ hơn thì chúng tôi nhận thấy rằng trong cái vai trò của virus ở cái viêm phổi bệnh viện thì cái vai trò của CMV nó rất có ý nghĩa, tại vì CMV nó phối hợp với lại cái sự phát hiện những cái tác nhân mà bệnh viện nó có khác biệt rất cao so với lại không có CMV. Và như vậy cái tỷ lệ khác biệt này, và chúng tôi
phân tích về mặt thống kê chúng ta thấy có sự khác biệt, nó có ý nghĩa. Bây giờ chúng ta qua đến cái viêm phổi tự miễn ở trẻ em thì như thế nào? Chúng ta phân tích trên 120, trên 240 trường hợp viêm phổi tự miễn ở trẻ em, viêm phổi nặng tại trẻ em, thì tôi nhận thấy là có điểm đặc biệt là ở viêm phổi nặng tại trẻ em vai trò của virus rất là lớn, nó chiếm đến 72.92% phát hiện được. Trong tổng tỷ lệ mà chúng tôi phát hiện được dương tính là 87.92%. Như vậy thì trong khi phân tích thì đối với trẻ con ấy, cái tỷ lệ mà phát hiện được 72.92% đó, thì trong đó chúng tôi nhận thấy rằng cái tỷ lệ CMV 37.50%, nhưng mà những virus khác cũng rất có ý nghĩa. Tôi lấy ví dụ như adenovirus lên đến 19%, những virus mà á cứng lên đến 10.5%, ngoài ra còn có những tác nhân khác nữa. Và chúng tôi cũng đang phân tích thêm thử adenovirus là thuộc về những cái genotype nào, và cái kết quả sẽ được báo cáo trong những cái nghiên cứu tới. Thì trong phát hiện viêm phổi nặng ở trẻ em thì chúng tôi nhận thấy rằng đối với viêm phổi nặng ở trẻ em, cái tỷ lệ những cái trực khuẩn gram dương và trực khuẩn gram âm phát hiện được lên đến 36.67%. Và nếu như phân tích giữa một cái viêm phổi bệnh viện của người lớn với viêm phổi bệnh viện ở trẻ em, thì tôi nhận thấy rằng nếu như mà chúng ta tìm hiểu về vấn đề virus, thì nhiễm virus đơn thuần giữa người lớn với trẻ em có một sự khác biệt, đó là ở người lớn nhiễm virus đơn thuần chỉ có 5.11%, nhưng ở trẻ em lên đến 31.75%, và sự khác biệt rất có ý nghĩa. Vấn đề thứ hai nữa là virus phối hợp với vi khuẩn cộng đồng thì ở trẻ em cao hơn ở người lớn, rất có ý nghĩa. Điều đó chứng tỏ rằng ở trẻ em nó khác với người lớn trong viêm phổi nặng, đó là ở trẻ em virus nó mở đường cho những cái tác nhân vi khuẩn cộng đồng, trong khi đó ở người lớn thì virus viêm phổi nặng nó lại là mở đường cho những cái tác nhân mà nhiễm trùng bệnh viện. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây, đối với người lớn có tỷ lệ là 23.36%, đối với trẻ em chỉ có 10.43%, và cái sự khác biệt này tính theo cái hệ số T thì nó rất có ý nghĩa, ở cái ngưỡng P nhỏ hơn 0.001. Vậy thì thông qua cái kết quả mà chúng tôi phân tích được, thì tôi thấy rằng virus là tác nhân hàng đầu trong nhiễm trùng cấp hô hấp trên, và là tác nhân phải để ý trong nhiễm trùng hấp dưới. Thứ hai, trong các viêm phổi nặng ở trẻ em cũng như viêm phổi bệnh viện ở người lớn thì virus là tác nhân rất quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua được. Lấy nhiên là muốn làm được điều đó thì chúng ta phải có một kỹ thuật để có thể phát hiện được virus, và chúng ta khó có thể xác định được virus gây nhiễm trùng hấp là có hay không, bởi vì nếu chúng ta dựa vào triệu chứng thì chúng ta rất khó để có thể nhận diện được. Vì vậy cho nên cái giải pháp mà nên đưa vào trong các thực nghiệm, đó là chúng ta nên đưa thêm cái giải pháp kỹ thuật real time PCR, tức là multiplex real time PCR, và đó là cái kết luận cuối cùng của tôi trong